Hello mọi người, hôm nay mình làm căn cầu bằng cây lê xanh. Giờ mình sẽ đi cắm cá nha. Đây là cầu cắm này, mình chặt bằng cây lê thôi cho nó gọn. Đây này, lưới của nó rất to luôn mọi người. Cắm cầu ở chỗ đây này, nguyên đây nè. Đây, cái hồ nó rất rộng mọi người. Đây, hồ khá rộng luôn. Đây mọi người xem. Đây nè, một cây này. Đây, cá khá là to. Nếu không trúng thì mình phải tìm cách khác thôi. Giờ hôm nay mình làm vội quá. Cá rất nhiều luôn. Đây, khu vực đây là đập luôn hết nha. Ở đây khá là đẹp luôn á. Nha mọi người. Mình đi cắm câu, mình đi xem nhá. Để tới hồ rồi nè. Xem một cá của mình. Đây. Đây, người xem. Ôi giời to. Anh đợi vào hôm rồi đó. Đây. To quá mà. Thấy chưa? Người xem này, đi câu cắm ở hồ đây đúng được 2 con rồi. Đấy. Khá là to luôn nha mọi người. Ui. Thế rất lị này. Không có kỹ thuật. Đây. Sao này? Đây. Ồ. Khá là to luôn. Đây. Khá là mạnh. Mọi người xem này. Mạnh lắm, thì hôm nay đi được 2 con rồi. Giờ phải đi kiếm thứ nha. Rê bên thai tôi nhận dạo vẫn này. Và nó ép bằng các lon đây. Đây, kiếm cái thứ 2 này nha. Đây, thứ nha. Cùng nó ấy à. Tuy nhàng không? Chuột hả? Tuy đi hả? Đấy. Kéo đây. Kéo tới. Bắt tay nha. Ôi, cái này trúng rồi mọi người này. Đây đây. Một cây này. Em mới xem. To luôn. Ôi, khá to luôn này. Ôi. Ừ. To lắm. Bây giờ mình biết sao. Hưng ấy đi. Nhiều cây lên thì từ từ thôi nhá. Nhiều đưa lên rồi. Bay luôn. Tuyết nhắc đi. Khá là to luôn nha mọi người. Đây mình đây. Do hồi nãy mà trúng mình cũng có đem điện thoại đi xem. Thì mình xem thấy nó chín rồi mình phải lấy về thôi. Đây chắc là ký to. Đây là con đồng nha. Cái này là cá lóc đồng mọi người. Xin tí mình làm thịt cho mọi người xem nha. Đây mình chuẩn bị làm cá lóc nướng nha mọi người. Đây mình chuẩn bị bột xả. Đây mình đang cạo bỏ cá lóc sẵn rồi nha mọi người. Đây cá lóc cầu cá rất to á. Cạo sạch sẽ luôn. Đây mình xem. Và mình sẽ nướng nha mọi người xem nha. Mình nướng xem mình đưa cua xả vào trong ruột cá lóc nha. Cho nó thơm nha mọi người. Cái cua xả nó vào trong bụng của nó này mọi người. Mình cho hết để nó thơm á.
là mình sẽ chuẩn bị nguội gương nha. Nói vậy cho mọi người biết thôi, để mình trước khi mình đi nướng mình phải giới thiệu cho mọi người xem. Rồi cá lóc thế này nha, cá lóc đông khá là to nha mọi người. Đây, sau khi mình làm chọc cây với nhau này, đây là cây xả hết ở trong nha. Đây cây để mình chọc qua với nhau luôn, mình xem. Đây, để mình chuẩn bị nướng mọi người. Cá này khá là to nha, nhưng mà cá này ngon lắm nha mọi người. Chứ không phải như cá chợ đâu, cá chợ nó nuôi nó khác, đây là tự nhiên nó sinh sống ở trong hồ mà mọi người nha. Như sao em đó nha. Đây, cho vô gia vị đầy đủ hết chưa mọi người nha, chuẩn bị đi nướng thôi. Mọi người hãy như theo dõi nha. Quá nhiều mọi người, để mình nướng nha. Cái thời gian mình nướng đã cần chín lần phải bôi gia vị nha mọi người. Đây gia vị. Đây là mật ong với là mỡ pha với các gia vị nha, bởi cho nó đẹp mắt luôn. Thôi.
cái mình đã review cho anh em biết đến được cá lóc nướng nha. Đây là channel của mình đang giới thiệu về cá lóc nướng đi cắm cầu. Nha. Giờ mình không biết đường tính nữa. Sẽ chuẩn bị là ăn thôi. Tại tối quá rồi. Đây. Đây này. Đây là lá sa ở trong á. Bên nãy mình giới thiệu lá sa rồi mình nhét trong này. Khá là đẹp, ngon luôn mọi người nha. Đây. Đây. Đây mọi người xem này. Đóng xa luôn này, thịt cũng đỏ luôn, xanh hết rồi, khá ngon luôn nha mọi người. Sẽ giống như lá cây luôn, sẽ từng miếng này khá to luôn nha, ngon quá, ngon lắm. Đây một đống luôn, đi mình cho về dì đây, mình sử dụng nó. Đây trong tem của mình đang tổ chức ăn ngày hôm nay, tại vì mấy ngày không làm món nướng cá lóc nha. Đây nè, món nướng khá là ngon nha mọi người. Đây mình giới thiệu đến cho mọi người xem. Nếu mà đến cái lượt ăn mọi người hãy thông cảm nha, mình không có thể giới thiệu hết được tại vì chấp luôn. Xem có ai chấp đi để anh em mời anh em ăn. À mà bên đi em còn mời anh em ăn chung. Trứng cá lóc nha, trứng cá lóc này ngon lắm. Rồi